bạn đang xem là đây là cách lên lô. Lên lô để mà cạo cái cây cạo này. Cạo cây cạo với vỏ lên. Tại đem đường ở trên bờ thì nó hơi gắt gói chút xíu. Mình đem đường nhỏ này thì nó tiết kiệm được sức hơn. Gánh lắm hả? Các bạn đang xem sắp cào. Giờ kéo tay. Cái miệng cầu bay là trên 100 triệu nha các bạn. Chưa có gắn phao vô. Lên lô đó là dùng cái sức mạnh của máy để mà tiết kiệm được sức người. Đó, lên từng khúc gì đó, khỏi cần kéo tay. Tới đó ngừng rồi, tại vì tới đó là cao nhất rồi. Kéo một đoạn như là khoảng được 5-7 mét đó mấy bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Rồi gần xong rồi. Xém xíu nó bãi vỏ hả? Đúng luôn á, chặt đủ mẹ nó rước nó cái đọc á, đặng á. Cái ghe này đang chờ lên cào xong thì chạy qua cái đường kẻ này. Nếu mà chạy qua thì vỏ anh Tài sẽ chìm nha các bạn. Để chờ. Gần xong rồi. Cây cào này chưa có cái lòng cái đục. Chưa gắn cái đục vô.
để có dịp thì mình sẽ đi ra biển quay về toàn cái cảnh là bủa cào. Bủa cào cho các bạn xem. Đi luôn phải không? Rồi xong. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, mình sẽ quay về những ngành nghề liên quan đến đánh bắt thủy hải sản cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like cho mình một like nha. Rồi xong, tiền vỏ lấy bả đi nha. Ê, kéo dây lên coi chừng chín rồi. Chứ sao mình gặp lại. anh Tài là ảnh có cái vỏ này là huyền thoại đó, ở Đình Quỳnh này có mình chạy ảnh chạy vỏ à. Máy D15 nha các bạn. D15 nha, đó. Ghê không? Rồi cảm ơn các bạn nha.